Xem bài không để các bạn có chăm sóc kênh của mình không? Như là từng ngày mình quay lại là mình kêu các bạn đăng ký vào kênh mới, vì chỉ cái kênh mình có sự chăm sóc á, để mình thấy được cái sự học tập của các bạn. Các bạn nghe bằng cái phone đi. Thank you.